Xin chào tất cả các em. Ở video ngày hôm nay cô và các em chúng ta sẽ cùng đi tiếp cái đề dạng đề tổ hợp ôn thi vào lớp 10 của môn hóa học nhá. Của cái đề thứ nhất. Đề thứ nhất thì chúng ta đang dừng lại bài tập số 30 rồi. Ta sang bài tập số 31 này. Bài 31 ở đây cho em mg glucose C6H12O6 tăng lượng hết với cái lượng dư AgNO3 trong môi trường NH3. Thu được 4,32 gam bạc. Tìm giá trị của M bằng bao nhiêu. Như vậy các em phải viết được phương trình phản ứng. Đấy. Như thế thì em có thể thấy là trong cái phần này để liên quan đến hóa hữu cơ rất là nhiều, đúng không ạ? Đầu tiên các em phải viết được phương trình. Ta có C6H12O6. Đây là glucose. Các em tác dụng với Ag2O trong môi trường NH3 để tạo thành C6H12O7 cộng với 2Ag. Cái này các em có thể viết ở ngoài nhá, viết nhanh ở ngoài nhá thì chúng ta tính toán thôi. Như vậy cái tỷ lệ này là tỷ lệ 1:2, đúng không ạ? Vậy số mol của C6H12O6 nó sẽ bằng một nửa số mol Ag. Vậy chúng ta sẽ có số mol của Ag này. Thì các em sẽ lấy 4,32, đây là khối lượng, chia khối lượng mol là 1/108. Các em lấy 4,32 chia 1/108 thì sẽ bằng 0,04. 0,04 mol. Thế biết được số mol của bạc rồi thì em sẽ suy ra được cái số mol của C6H12O6. Thì nó sẽ bằng một nửa số mol của bạc, đúng không ạ? Tỷ lệ 2:1. Như vậy bằng 0,04 chia 2 bằng 0,02. Biết được cái số mol rồi thì em sẽ suy ra được cái khối lượng C6H12O6 sẽ bằng, lấy số mol nhân khối lượng mol. Khối lượng mol thì em sẽ lấy 12 các em nhân 6 này, cộng với 12 nhân 1 là 12 này, cộng với 16 nhân 6 180. 180 nhân với 0,02, kết quả của ta sẽ bằng 3,6 gam. Như vậy, các em sẽ khoanh vào cái đáp án là 3,6. Các em khoanh cho cô đáp án 3,6. Đây, đáp án B. Xong được bài 31 rồi. Đây là cách làm của bài 31. Bạn nào cần thì có thể xem kỹ hơn. Tiếp theo cô và các em sẽ sang bài tập số 32. Xem bài 32 như thế nào ở đây nhé. Bài 32. Sang bài 32. Tính thể tích rượu ethylic nguyên chất có trong 650ml rượu ở 40 độ C. Vậy các em phải xem lại cái phần độ rượu. Cái độ rượu ở trang 136 của sách giáo khoa. Đây. Xem lại. Độ rượu này, số ml rượu có trong 100ml hỗn hợp rượu với nước thì được gọi là độ rượu. Ví dụ 100ml rượu 45 độ thì chứa 45ml rượu nguyên chất. Thế đối với cái bài này, cái độ rượu người ta cho ở đây là 40 độ. 40 độ tức là sẽ có gì? Sẽ có 40ml rượu nguyên chất trong 100ml rượu, đúng không ạ? 40 độ, rượu 40 độ tức là trong 100ml rượu thì chỉ có 40ml là rượu nguyên chất thôi. Là rượu nguyên chất thôi, còn lại thì sẽ là nước. Phải không nào? Đấy, thế bây giờ có bao nhiêu? 650. Nên là phải học định nghĩa thì mới làm được, đúng không ạ? Không nắm được định nghĩa về độ rượu thì chúng ta không làm được. Độ rượu tức là số ml rượu nguyên chất có trong 100ml rượu. Đấy, vậy độ rượu 40 tức là 40ml rượu nguyên chất trong 100ml rượu. Vậy bây giờ người ta cho 650ml rượu. 650ml rượu. Người ta hỏi có bao nhiêu ml là rượu nguyên chất ở đây. Em áp dụng quy tắc đường chéo thôi. Như vậy ở đây muốn tìm thì em lấy 650 này, đi nhân về chia,
nhân 40 chia 100. 650 nhân 40 chia 100, 260. Như vậy là trong 650ml rượu thì sẽ có 260ml rượu nguyên chất. Ken khoanh vào cái đáp án 260. 260 thì ở đây chính là đáp án C. 32, các em sẽ chọn đáp án chính là đáp án C. Tiếp theo cô và các em sẽ sang bài tập số 33 nhé. Bạn nào cần có thể dừng video bài giảng của cô ở đây, chú ý nốt lại cái phần độ rượu. Nhắc lại độ rượu chính là số ml rượu nguyên chất có trong 100ml rượu. Sang bài 33. Cho agar hỗn hợp gồm có CuO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch HCl1M, thu được 2 muối có tỷ lệ mol là 1:1. Tính giá trị của A xem được A bao nhiêu. Vậy bài 33. Trước tiên các em tìm cái số mol của HCl bằng 0,1 x 1. Số mol HCl sẽ bằng 0,1 mol. Các em viết phương trình phản ứng cho cô. CuO cộng HCl tạo thành CuCl2 cộng H2O. Thứ hai, chia ra cho cô một dòng nhé. Fe2O3 cộng HCl thì sinh ra sắt 2 sắt 3. Ở đây sắt này có hóa trị 3, như vậy đây sẽ tạo thành mối sắt 3. 2 3 6. Tỷ lệ mol ở đây là tỷ lệ 1:1. Như vậy cô gọi số mol này là x. Vì tỷ lệ mol là 1:1 thì đây là x thì dưới này cũng là x. Đúng không ạ? Vậy đây là x thì đây là 2x. Đúng không? Đây là x. Số mol HCl gấp 3 lần số mol này. Đây là 6 thì gấp 3 lần 2. Như vậy đây sẽ là 3 lần x. Thì từ ta có số mol của HCl tức là 2x này. Đây là làm bài trắc nghiệm nên chúng ta chỉ trình bày phiên phiến một chút thôi, đúng không ạ? Không cần đi quá cụ thể tốn thời gian. 2x cộng với 3x là 5x. 5x này thì bằng 0,1, chính bằng số mol HCl em sử dụng. Như vậy thì 5x này bằng 0,1. Vậy các em sẽ lấy 0,1 em chia 5 ra thì bằng 0,02. Như vậy x bằng 0,02 mol. Đây là x này thì số mol này cũng là x mol, đúng không ạ? Đây là x, số mol này bằng một nửa thôi. Đây, tỷ lệ này là 1:2. Như vậy đây nó bằng một nửa thôi, 0,5x. Đúng chưa? Như vậy x bằng 0,02 thì số mol CuO cũng bằng 0,02. Như vậy chúng ta sẽ có khối lượng, tổng khối lượng. Thì sẽ bằng khối lượng CuO này, số mol CuO bằng x này. Như vậy bằng 0,02 nhân với Cu là 64 cộng với cái này, tức là khối lượng mol nó bằng 80. Căn lấy 64 cộng 16. Còn số mol đây x chúng ta tính ra bằng 0,02, mà số mol này nó bằng một nửa số mol này. Đây 0,02 thì đây nó bằng một nửa, tức là 0,05 nhân x tức là 0,01. Kem nhân với khối lượng mol 56 nhân 2 cộng với 48, 160. Như vậy kem lấy 0,02 kem nhân 80 cộng với 1,6. Kết quả của ta sẽ bằng 3,2 gam. 3,2 thì kem sẽ đối chiếu xem thử cái đáp án nào bằng 3,2. 3,2 chính là đáp án C. Tiếp tục ở đây là đáp án C. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 33. Bạn nào cần thì có thể dừng video giảng của cô đây một chút để xem cụ thể hơn bài 33. Cách giải của bài 33. Tiếp theo cô và các em sẽ sang bài tập số 34. Bài 34 ở đây một loại thủy tinh chịu nhiệt chứa 18,43% K2O, 10,98% CaO và 70,59% SiO2. Tìm công thức. Như vậy cái bài này, bài 34 này, trước tiên các em tìm cái khối lượng của K2O này. Khối lượng
10 của K2O. Cái khối lượng này thì sẽ bằng 39 x 2 cộng 16, tức là 94. CaO các em lấy 40 cộng với 16, 56. SiO2. SiO2 thì silic bằng 28, các em lấy 28 cộng với 32, 60. Như vậy, ở đây chúng ta trong cái nguyên tố A này thì chúng ta sẽ có cái phần trăm của K2O. Phần trăm của 2O thì các em lấy 94 này, các em chia cho tổng khối lượng là 94 cộng với 56 cộng với 3 lần SiO2, tức là 3 × 60. Rồi các em nhân 100%. Như vậy tổng khối lượng ở đây 94 cộng 60 cộng với cộng 60 nhân 3 cộng 56, 330. 94 chia 3, 30, 28,48. Như vậy ở đây cái này là 28,48. 28,48 thì không đúng rồi, đúng không ạ? 28,48 thì có không đúng với giá trị này. Như vậy một giá trị không đúng chúng ta không cần phải tính nữa. Câu A các em bỏ qua đi. Câu B, ta có phần trăm của K2O. Phần trăm của K2O ở trường hợp B này thì bằng 94 này. Các em chia cho 94 cộng 56 nhân 2 vì có 2 lần CaO, 6 lần cái này. Tức là 6 nhân với 60. Vậy ở đây các em lấy 94 cộng với 56 nhân 2 cộng với 60 nhân 6. 566. 94 chia 566 nhân với 100, 16,6%, 16,61. Các em đối chiếu ở đây nó là 18,43. Như vậy trường hợp B cũng là không đúng. Sang trường hợp C, ta sang trường hợp C thì chúng ta có phần trăm của K2O 94. Đây là 94 này, đây là có 6 lần cái này. Tức là 94 chia cho 94 này, cộng với 56 này, cộng với 6 nhân 60 này. Như vậy, các em lấy 94 cộng 56 cộng với 60 nhân 6, 510. 94 chia 510 nhân với 100%. Thì nó sẽ bằng 18,43%. Cái này nó có thể đúng rồi, có thể đúng rồi. Em xem trường hợp B, nếu trường hợp B mà cái K2O này nó sai ấy, thì chúng ta sẽ phải xét, nếu mà cái trường hợp B này cũng đúng thì chúng ta lại xét thêm phần trăm của CaO. Còn nếu mà trường hợp B này mà nó sai của cái K2O thì chúng ta không cần phải xét nữa, chúng ta chọn luôn đáp án C. Như vậy đối với trường hợp này chúng ta có phần trăm của K2O sẽ bằng 94 này chia cho này 94 này cộng với này 56 nhân 3 cộng với 8 nhân 60. Như vậy 94 cộng với 56 nhân 3 cộng với 8 nhân 60, 742. 94 chia 742, 12,69, 12,66%, gần bằng 12,67. Như vậy thì chỉ có mỗi cái trường hợp này nó thỏa mãn thôi, đúng không ạ? Thỏa mãn cái phần trăm của K2O. Như vậy chúng ta không cần phải xét thêm CaO nữa. Các em chọn luôn cho cô đáp án đúng, chính là đáp án C. Các em khoanh vào đáp án C cho cô nhé. Đây. Như vậy là trên đây là cô và các em đã đi được thêm 3 bài, từ 4 bài, từ bài 31 đến hết bài tập số 34. Đây là kết quả của bài tập số 34. Các em hãy về làm tiếp cho cô các bài tập còn lại nhé. Cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để hướng dẫn các em những bài tập còn lại. Cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi video giảng của cô và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.